Đó. Đó. Ở. Vi ơi, Vi Vi, đi ra mở cửa cho chị đi. Đi đây, Vi. Đi đây. Hả? Đi đây. Cái gì? Cái gì? Sao chạy nhanh đây? Hả? Hả? Không hiểu. Như kia làm gì đấy? Đó, mở ba đó. Mở tên mở. Như kia làm gì? Mở đây. Thôi. Đó, mở đây kia. Mở đây kia. Thôi, cái đó. Ừ, sao? Ừ. Cái đó chưa? Hả? Ngồi đây. Ngồi trên, ngồi đây. Ngồi trên. Đấy. Đi đi lắm phải dùng thoải mái hơn nữa. Vi ơi, Vi Vi, đi ra mở cửa cho chị đi. Vi Vi. Gì đấy? Chị hôm nay tìm cách mở cửa hả? Xuống đây, xuống đây. Baby.
Tôi đi mở cửa nha. Chạy nhanh đây hả hả không hiểu hả hả đâu đây đâu vậy đâu vậy đâu vậy cần gì cái gì vậy cái gì đây Giỏi thế. Em bị uống. Uống không? Không uống à? Đi uống đi chị uống nhé. Uống nhé. Uống cho nó. Cảm ơn Bi nha. Cảm ơn Bi lấy sữa chị nhé. Uống hết rồi.